Ngài đến mình bắt các con nỗ lực tu hành hay được giải thoát trong khổ tuần hai mà Đức Phật đã thực hiện được ngày đem lại cho chúng ta. Thầy rất mong rằng các con đã cố gắng nỗ lực để mình được giải thoát như Phật ngày xưa với con. Thầy tu được, thầy mong các con cũng làm được như thầy. Con hãy cố gắng mà trong cái việc này thì tâm các con sẽ không có tiến giải một điều gì cả, chỉ đến đây thôi. Rồi sau này có việc thì về đây thầy xin phép đàng hoàng, thầy sẽ thầy giảng dạy các con cách thức học tu như thế nào đúng, như thế nào sai. Nhưng hôm nay thầy chỉ có ý với con là phải lập trường vững chắc để chúng ta bước vào con đường đạo Phật, để chúng ta được giải thoát hoàn toàn đời quá khổ với con. Tất cả những gì mà cuộc đời chúng ta sống ở một chút là chúng ta thấy khổ đau, mình muốn chấm dứt sự khổ đau đó, chỉ có con niềm của đạo Phật mà thôi. Cho nên hôm nay thì đến thầy tăng và đồng thời dưới trời mưa gió như thế này mà các con không có chỗ ngồi mà thầy ngồi, các con muốn thầy rất là đau lòng. Vậy chấm dứt ngay bây giờ để các con về, và đồng thời thầy về để thi dịp khác thầy sẽ có nói cho rõ ràng tất cả những gì tu tập với các con. Còn bây giờ thì thời tiết nó không cho phép chúng ta, và đồng thời những gì cần thiết mình chưa làm được mà mình làm sai pháp luật thì không đúng. Là một công dân mình phải tuân hành theo pháp luật của nhà nước, không thể làm sai được các con. Cho nên hôm nay các con nghe lời thầy, ngay bây giờ chúng ta mưa gió như thế này mà các con đứng như vậy, thầy thấy rất là đau lòng. Vậy các con hãy giải tán và hơn hết. Trên đây thầy xin tâm nhất. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo địa phương và phòng văn hóa huyện Gia Lâm, kính thưa các vị quý khách, kính thưa trưởng lão Thích Thông Lạc, kính thưa các quý Phật tử từ nhiều tỉnh thành có mặt trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, đình chùa Hương Hải Thiền, thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, là một ngôi chùa cổ gắn liền lâu đời với người dân thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, là nơi linh thiêng, mảnh đất tâm linh của nhiều thế hệ trải qua thăng trầm lịch sử. Chiến tranh tàn phá, chùa đã bị xuống cấp hư hỏng, được sự giúp đỡ của chính quyền và đóng góp của nhân dân, đặc biệt rất nhiều các Phật tử xa gần ở nhiều tỉnh thành, tuy đã ở nhiều tỉnh thành, trong đó có sự đóng góp đáng kể của Ni Sư Thích Đàng Yên, trụ trì tại chùa Hương Hải Thiền, thôn Chi Đông. Đến nay đã được xây dựng khang trang. Nhân dịp này, địa phương tổ chức buổi tri ân công lao với sự đóng góp của Ni Sư Thích Đàng Yên. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể địa phương, hai giới các cụ người cao tuổi, nhân dân địa phương, phòng văn hóa huyện Gia Lâm, đặc biệt là sự có mặt của trưởng lão Thích Thông Lạc và các quý Phật tử xa gần, nhân dân địa phương cũng về dự. Tôi xin thay mặt ban tổ chức đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh cho cùng các vị đại biểu có mặt hôm nay.
Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Đỗ, trưởng thôn, trưởng tiểu ban quản lý di tích đình chùa thôn Chi Đông, lên báo cáo một số nét cơ bản về khu di tích đình chùa thôn Chi Đông. Xin trân trọng giới thiệu ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa trưởng lão Thích Thông Lạc, kính thưa các quý Phật tử, lời đầu tiên cho phép tôi xin được thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Chi Đông kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, kính chúc sức khỏe trưởng lão Thích Thông Lạc, kính chúc sức khỏe các vị Phật tử từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã về đến với quê hương chúng tôi. Sự có mặt của các vị đại biểu và trưởng lão Thích Thông Lạc cùng các Phật tử là niềm động viên to lớn, cổ vũ động viên quê hương chúng tôi. Kính thưa các quý vị, tôi xin được phép báo cáo sơ bộ vài nét về tình hình của địa phương. Thôn Chi Đông, vị trí địa lý là nằm ở phía đông bắc của xã Đại Chi, giáp danh với hai huyện là huyện Thuận Thành và huyện Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh, là xã cách xa của trung tâm của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Có nhiều về dân số là có trên 3.000 khẩu, với số hộ là 561 hộ. Về đất canh tác, bình quân trên đầu người là trên 400 mét vuông một đầu người. Về ngành nghề phụ, tuy là có nghề trồng dâu nuôi tằm, nhưng đến nay chỉ còn khoảng 20% số hộ gia đình trong địa phương đang duy trì. Chính vì vậy, nền kinh tế của địa phương phát triển chậm so với những địa phương lân cận. Về tình an ninh, trật tự, hàng năm cơ bản được ổn định. Các vấn đề xã hội trong thôn xóm hầu như không có trường hợp nào cho đến ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, chùa Hương Hải Thiền, thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội là ngôi chùa cổ đã gắn bó lâu đời với người dân thôn Chi Đông, đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia quyết định số 1460 QĐ-VH do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Trần Hoàn ký ngày 28 tháng 6 1996. Với tổng thể khu di tích đình chùa của thôn Chi Đông là 26.226 mét vuông, trong đó có 10.911 mét vuông là ao. Kính thưa các quý vị đại biểu, trải qua thăng trầm của lịch sử, chiến tranh tàn phá, đình chùa đã có những năm tháng xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng. Được sự quan tâm của nhà nước, năm 2004, đình được phê duyệt tu sửa với mức kinh phí là trên 500 triệu đồng, trong đó đóng góp của nhân dân địa phương là trên 100 triệu đồng. Phần còn lại, nhà nước và rất nhiều Phật tử từ nhiều nơi trong cả nước đã hướng về và ủng hộ. Đến nay đã khang trang. Đến năm 2007, nhà nước tiếp tục phê duyệt phương án tu sửa khu di tích chùa Hương Hải Thiền với mức kinh phí là gần 1 tỷ đồng. Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân, đặc biệt là nhiều Phật tử từ nhiều nơi trong nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt trong đó có cố ni sư Thích Đàm Yên trụ trì tại chùa Hương Hải Thiền, chùa đã tu bổ khang trang như ngày hôm nay. Chính tại nơi đây, chùa Hương Hải Thiền đã chứng kiến sự thay đổi quan trọng về cơ sở vật chất. Đình chùa được khang trang, trong đó có rất nhiều công sức của nhiều những người con của địa phương đi làm ăn ở nhiều nơi hướng về. Trong đó có những gia đình đã đóng góp lên đến hàng trăm triệu đồng để tu bổ khu di tích lịch sử thôn nhà. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các Phật tử, năm 2006, nhân dân địa phương và nhiều Phật tử từ nhiều nơi khác đã cùng cố ni sư Thích Đàm Yên được đón tiếp trưởng lão Thích Thông Lạc trụ trì tu viện Trơn Như Tràng Bảng Tây Ninh đã về thăm
Hôm nay rất vinh dự cho nhân dân địa phương cùng nhiều Phật tử từ nhiều tỉnh thành trong cả nước lại một lần nữa được đón tiếp trưởng lão Thích Thông Lạc về thăm nhân ngày tri ân đối với cố ni sư Thích Đàm Yên trên quê hương thôn Tri Đông, xã Lệ Chi. Chúng tôi xin một lần nữa được kính chúc sức khỏe trưởng lão Thích Thông Lạc cùng toàn thể các quý Phật tử đã đến dự buổi tri ân này. Xin được chân thành cảm ơn sự có mặt. Để tiếp theo chương trình, tôi ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lã Ngọc Tỉnh đại diện cho các quý Phật tử để có lời phát biểu ý kiến. Xin mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và các quý Phật tử. Tôi rất có duyên, rất may mắn và cũng rất hạnh phúc được gặp pháp của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Và khi gặp, có thể nói tôi đã ngộ ngay pháp của Ngài. Và tôi vô cùng kính trọng Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Pháp của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc không có bút giấy nào có thể mô tả hết được, có thể nói hết được, vì nó hay quá, nó tốt quá. Nhưng có thể khẳng định rằng đúc kết những từ đó bằng hai câu, đó là đạo đức và đạo đức, được ban tổ chức giới thiệu. Tôi có đôi lời phát biểu cảm tưởng về buổi tri ân cũng như công đức của Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Kính thưa các quý vị, hôm nay chúng ta hoan hỷ về đây tham dự buổi đón tiếp đoàn Phật tử miền Nam ra thăm cảnh chùa Hương Hải với lời chúc sức khỏe, an lạc, hạnh phúc, duyên lành hội đủ. Chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp một bậc thiền sư đắc đạo màu, người đã làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Đó là Thầy Thích Thông Lạc mà chúng ta vô cùng tôn kính. Để có được duyên này, chúng ta không quên ơn tri ân công đức của cố ni sư Thích Đàm Yên, người đã có công lao to lớn trong việc xây dựng, tôn tạo cụm di tích chùa và đền thôn Chi Đông. Từ chỗ rột nát nay đã được khang trang, to đẹp. Đặc biệt, ni sư mong muốn khu thiền thất ra đời để nhà sư và các Phật tử có nơi tĩnh tâm tu hành theo đức hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời quá khứ. Thân gái dặm trường, ni cô Thích Đàm Yên đã lặn lội về đất Trảng Bàng Tây Ninh để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Thông Lạc, xin quy y cúng dường Ngài ngôi chùa này năm 2004. Tỏ lòng ngưỡng mộ bậc đạo sư, mong Ngài từ bi chấp nhận trên danh nghĩa với tấm lòng thành kính. Cố ni sư đã hết lòng, hết sức quên cả thân mình đang lâm trọng bệnh, dày công vun đắp cho nơi đây nay đã được tọa nguyện. Giờ này ni sư tái sinh nơi đâu, linh thiêng chắc chắn sẽ mãn nguyện và mỉm cười, bởi hôm nay Đức Trưởng Lão một lần nữa tái ngộ nơi đây. Lúc sinh thời, ni sư mong muốn thầy dìu dắt đàn con thơ dại,
tại quê hương thôn Chi Đông bừng sáng để ngộ được chân lý đạo màu, giải thoát vơi đi nỗi sầu đau khổ. Kính thưa Đức trưởng lão, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa quý Phật tử, ni sư mất đi để lại nỗi nhớ thương vô hạn cho Phật tử thập phương nói chung và cho các tầng lớp tăng ni Phật tử Hà Nội nói riêng mà không có gì bù đắp được. Biết làm sao? Luật vô thường là như vậy, lớp này ngã xuống thì đã có lớp khác kế thay. Để ngôi nhà chánh pháp mãi mãi được trường tồn, sống theo đạo đức nhân bản nhân quả, đạo đức làm người mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy bảo. Nay Đức trưởng lão tu chứng đạo màu đã dựng lại nền đạo đức đó. Chúng con vô cùng biết ơn, tri ân công đức sâu dày của Thầy, người đã để lại giáo án đạo đức cho muôn đời các thế hệ Phật tử. Kính thưa các quý vị đại biểu, chúng tôi cũng không quên tri ân công đức của các vị lãnh đạo và nhân dân địa phương, thôn, xã, huyện đã hết lòng tạo điều kiện tốt nhất để Ni Sư Thích Đàm Yên hoàn thành ước nguyện của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị đại biểu, nhân dân và Phật tử thập phương về dự buổi đón tiếp long trọng và ấm áp nghĩa tình này. Kính chúc Đức trưởng lão cùng toàn thể quý vị đại biểu, nhân dân và Phật tử gần xa lời chúc sức khỏe, an lạc, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Quyết, chi hội trưởng Hội Người Cao Tuổi, thay mặt cho hai giới các cụ và nhân dân địa phương lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trưởng lão Thích Thông Lạc, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa Phật tử thập phương. Lời đầu tiên, tôi xin phép được đại diện cho các cụ cao tuổi thôn Chi Đông xin chào mừng nồng nhiệt tới trưởng lão, tới các quý vị đại biểu, các Phật tử một sức khỏe dồi dào. Chúc chuyến đi thăm của trưởng lão thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, trong thời gian rất ngắn vừa qua, địa phương được sự quan tâm của chính quyền các cấp, của trưởng lão, nhất là nguyên Sư Ni Thích Đàm Yên, cùng lòng hảo tâm công đức của Phật tử thập phương, của những người ở thôn Chi Đông đi làm ăn sinh sống ở khắp nơi trên Tổ quốc. Với lòng quyết tâm và nỗ lực của nhân dân thôn Chi Đông nên đã tu tạo được khu di tích khang trang, trang trọng như ngày nay. Chúng tôi xin hứa sẽ giữ gìn khu di tích trường tồn mãi mãi. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu, xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Vũ Văn Quyết, chi hội trưởng Hội Người Cao Tuổi. Để tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu cô Thế đại diện cho các quý Phật tử nên có lời phát biểu ý kiến. Xin mời tôi. Tôi xin phép và kính thưa tất cả các Phật tử Hà Nội, Phật tử các nơi, Phật tử Chi Đông và các vị cụ lão trong thôn. Hôm nay tôi xin phép đại diện Phật tử Hà Nội nói lên một vài cái suy nghĩ của chúng tôi. Thứ nhất, để tri ân công đức của trưởng lão Thích Thông Lạc. Thứ hai, là tri
viên công đức cố như sư, đảng viên đã cùng địa phương cùng quốc hội xây dựng lên một số đất để tu tập cái đạo đức theo đạo đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là đạo đức nhân bản nhân quả sống như làm của mình của chúng sinh. Cũng xin báo cáo một vài nét về cái tình hình của Phật tử Hà Nội. Phật tử Hà Nội của chúng tôi thì cái đối tượng Phật tử Hà Nội của chúng tôi đều là những cán bộ nhà nước làm ở các ngành, các bộ, các địa phương đã về hưu hoặc đang viên chức. Lực lượng của số các cán bộ khoa học kỹ thuật, các cán bộ kinh tế đang làm giảng dạy ở các trường đại học, lực lượng các cháu sinh viên đại học, lực lượng các tầng lớp nhân dân trong xã hội, thành phần của chúng tôi như vậy. Và chúng tôi cũng đến với, cũng từ Hà Nội và đến với Thư viện Chân Như với một cái lý do là đi tìm một vị minh sư, là những cái cán bộ làm việc trong nhà nước, những trí thức, thì chúng tôi thấy rằng chưa tìm được một người nào mà có thể gửi gắm cái tâm linh của mình, cái suy nghĩ của mình để mà nương tựa, để mà tu tập đạo đức. Con đường dẫn từ Hà Nội đến Tu viện Chân Như hàng nghìn cây số, nhưng chùa to Phật lớn rất nhiều, và chúng tôi đi từ nhiều ngã đường đến Chân Như. Người thì được đọc sách, người được người khác giới thiệu, người thì hiếu kỳ đến để xem đúng có một ông sư dạy đạo đức như vậy không. Nhưng cuối cùng chúng tôi đều đến và đều được gặp một cái ông sư mà thực sự đã dạy đạo đức và là một đức gương rất sáng cho chúng tôi noi theo. Vì vậy, như vậy chúng tôi đã một quyết tâm là đi và nương tựa vào cái pháp của Đức Trưởng Lão Thích Công Lạc. Khi chúng tôi đến, chúng tôi được thầy chỉ dẫn, thầy là trùng tuyên lại giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một người phòng xương phòng thịt đã tu chứng từ 2000 năm trước. Khi chúng tôi được thầy Thích Công Lạc giảng dạy thì chúng tôi một cái câu nói như thế này làm cho chúng tôi thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ. Thầy nói rằng đạo Phật không phải là một đạo, đạo Phật là một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm của mình, không làm của người, không làm của chúng sinh. Như vậy đạo không phải là một đạo mà là một cái đạo đức. Vì vậy chúng tôi thấy một đây là đạo văn minh, khoa học, thực tiễn và rất biện chứng. Vì vậy là chúng tôi đông đảo đến và xin tu tập tại Tu viện Chân Như. Chúng tôi được thầy giảng dạy từ lớp thấp đến lớp cao, giảng dạy đạo đức làm người, và thầy chỉ cho rằng con người chúng ta được sinh ra, được quán xuyến toàn bộ quá trình kiếp sống con người là vấn đề nhân quả, là nhân quả xuyên suốt cuộc đời chúng ta, trong kiếp đời chúng ta. Và để chuyển đổi nhân quả chỉ có một cách duy nhất, đó là học tập đạo đức làm người, sống đúng đạo đức làm người. Và đạo đức làm người ấy là cái gì? Thì chính là sống không làm khổ mình, sống không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh. Theo cái lời dạy của thầy, chúng tôi hàng ngày tu tập, về tu tập sửa lại mình, từ bỏ, buông xả những cái ham muốn của chính mình, những cái phiền não của trong lòng mình, trong cuộc đời, như cuộc đời. Vì vậy mà chúng tôi thấy tâm hồn mình nó được thanh thản hơn, triển khai cái đạo đức sống nhân bản nhân quả, không làm của mình của người trong gia đình. Thì chúng tôi từ con cái, các cháu, hàng xóm trong xã hội, nó có một sự thay đổi rất rõ ràng. Cha mẹ các con với các cháu, nó có một sự hiểu biết với nhau, thông cảm hơn, một cái sự sống vị tha hơn, tha thứ cho nhau hơn. Và lúc ấy trong gia đình nó chan hòa tình cảm, hàng xóm với nhau thật hòa thuận, con người với nhau sống thật mến thương. Đấy là một cái tình thương yêu, mà cái đấy là cái đạo đức làm người, sống giữa con người với nhau. Và như vậy các con, chúng tôi dạy các con cháu không bon chen, sống theo đạo đức. Vì vậy các con cháu chúng tôi
từ cái chỗ mà cũng ham muốn địa vị, cũng ham muốn tiền bạc, mọi cái ham muốn, thì dần dần các cháu cũng có nhiều cái thay đổi. Vì học tập như vậy mà do đó chúng tôi hàng ngày phải tu tập để từ bỏ những ham muốn của mình, từng trong cái hành động, từng trong cái lời nói với mọi người cũng phải từ ái, hành động của mình đều hướng về thiện và từng ý nghĩ của mình cũng đều hướng về thiện cả. Học tập cái đạo đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà do thầy tôi trùng tuyên lại thì làm cho chúng tôi hàng ngày thay đổi, hàng ngày thấy tốt hơn, thấy mình thanh thản hơn, và chúng tôi từng chút một tu tập hàng ngày và chúng tôi đã vươn tới một cái sự thanh thản trong lòng mình và một tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà thầy tôi đã trùng tuyên mà theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay nhân một cái ngày tất cả được thầy tôi ra thăm và tất cả các cán bộ địa phương có đông đủ cũng như tất cả các Phật giáo, các Phật tử Hà Nội cũng như các tỉnh đến đây đông đủ, tôi cũng xin phép được tri ân thầy tôi là người dạy đạo đức cho chúng tôi và làm chúng tôi ngày càng thanh thản và cảm thấy cuộc sống mình rất an bình. Và cũng là ngày hôm nay tôi cũng xin tri ân cái công sức của sư ni sư Đàm Yên, người đã vào để gặp thầy tôi và ngộ cái đạo này và có một nguyện vọng là dùng sức sức mình, tài trí của mình trùng tu lại toàn bộ cái cơ sở ở đây và xây dựng thêm các thất để cho những người con theo Phật được về đây học đạo đức nhân bản nhân quả. Và ước nguyện của sư Đàm Yên là được thầy ra trực tiếp dạy ở đây, nhưng cũng không may rằng sư đã bị bệnh hiểm nghèo nên là ước nguyện đấy không đạt được. Nhưng với công sức của sư cô Đàm Yên và tất cả những sự và những cái thành tựu như ngày hôm nay, chúng tôi thấy rằng cái công sức của sư cô Đàm Yên cũng rất là lớn và chúng tôi cũng ghi nhớ và thêm tin được. Thế thì hôm nay tôi cũng vì là cũng chuẩn bị nó cũng sơ dài nên là thứ nhất là xin phép là tri ân công đức của thầy, tri ân công đức của sư cô Đàm Yên đã xây dựng chúng ta một cái cơ sở khang trang như thế này. Và chúng tôi cũng ước nguyện là tất cả chúng tôi ước nguyện là cho thầy, cho trưởng lão Thích Công Lạc của chúng tôi khỏe mạnh và dìu dắt chúng ta trên con đường tu tập đạo đức nhân bản nhân quả. Thứ hai là chúng tôi cũng ước nguyện là cho tất cả mọi người nếu khi hướng về thiện đều biết đến đạo đức nhân bản nhân quả, từ thôn Chi Đông, từ đến xã Lệ Chi, rồi thành phố Hà Nội, rồi nước Việt Nam và trên thế giới này, thì như vậy thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao và bình an biết bao. Tôi chỉ xin lên một vài ý kiến. Vâng, xin thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn phát biểu của quý Phật tử. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu sư thầy Thích Thanh Quang sẽ lên có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Trưởng lão, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho quân dân chính đảng, chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà ở địa phương, kính thưa các quý Phật tử. Hôm nay có duyên sự được biết có một buổi tại chùa Chi Đông, một cái nơi di tích danh thắng lịch sử ở cấp quốc gia. Và trước đây sư cô Đàm Yên là người đã có tâm muốn dẫn dắt chúng sinh tu đạo đúng theo con đường chính pháp của Phật, nên sư cô Đàm Yên đã vào tận tu viện Chân Như cầu Đức Trưởng lão và mong Đức Trưởng lão dạy pháp Phật, đó là con đường tu tập chân chính của Đức Phật. Và vì duyên sự vậy, Thanh Quang cũng từ tu viện Chân Như năm trước đã có dịp ra đây và cũng chụp chung bức ảnh gặp các vị trong chính quyền ở địa phương, ở đoàn thể ở đây. Bức ảnh hôm nay về trông thấy vẫn còn lưu giữ. Hôm nay là buổi thăm viếng gặp mặt của Đức Trưởng lão nhân dịp ra Bắc
Ngài sẽ về thăm và cũng nhân dịp này tưởng nhớ tới sư cô Đảm Ân, là người đã vì bổn phận của mình tu tập cầu giải thoát và cũng muốn dìu dắt những người cùng theo đạo giải thoát cùng tu tập. Tôi ở quân đội về nghỉ hưu, thế và khi đọc sách thì thấy giáo lý của Đức Phật hay quá, nhưng mà cũng chưa biết tu theo con đường nào, tu ở đâu, vì thấy đạo Phật không phải chỉ có một đạo, mà hiện thời có rất nhiều hệ phái và nhiều phương pháp tu tập khác nhau, nhiều cách thức khác nhau. Đạo Phật không thừa nhận qua thế giới siêu hình. Đạo Phật tự lực tu tập để rèn luyện mình, cải tạo mình, để mình sống từ cái chỗ ác, chỗ cá nhân, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình thôi, thì đến chỗ biết sống yêu thương, từ bi, sống mình vì mọi người và mọi người cùng lo, cùng chung sống với nhau để có một cuộc sống an lạc. Có cũng ở trong đạo Phật, nhưng có người thì lại thừa nhận rằng có thế giới siêu hình, có ma, có hồn, có quỷ, rồi mới làm các việc nghi lễ, nghi thức khác, không có ích gì cho đời sống. Cùng ở trong hướng theo đạo Phật, nhưng hai quan niệm khác hẳn nhau. Phật dạy không có thế giới siêu hình, tự lực rèn luyện tu tập để ngày càng một sống tốt hơn, sống không làm khổ mình, khổ người, thế là sống đạo đức, đạo Phật là đạo đức. Vì thế tôi cũng đã đi tu theo các hệ phái khác, và cuối cùng tôi cũng tìm vào tu viện Chân Như, và tôi trở thành người tu hành hôm nay, đứng trong giáo hội Phật giáo, là chủ trì của một chùa cũng là di tích lịch sử sắp tới của các quốc gia, và chính nhờ trưởng lão Thích Thông Hà. Nếu không thì tôi đã về rừng, tôi đã mua mấy hecta và nuôi bò làm chỗ thất để tu tập ở trên rừng, không làm những điều thiện, chứ không muốn đi đâu nữa. Nhưng nhờ có trưởng lão Thích Thông Hà chỉ đường sáng cho, tu tập theo đạo Phật là rèn luyện đạo đức để sống không làm khổ mình, khổ người, càng ngày càng hoàn thiện nhân cách để đi tới chỗ toàn thiện. Trong tinh thần giáo lý của đạo Phật, đã theo đạo Phật thì phải thọ năm giới. Năm giới là gì? Không sát sinh, tức là hiếu sinh, yêu thương sự sống. Không trộm cắp, tức là không lấy của không cho. Không phải của mình thì không lấy, không hưởng, không dùng. Không tà dâm, không quan hệ bất chính. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nếu muốn làm một Phật tử chân chính của Đức Phật thì phải giữ năm giới đấy. Thế cuối cùng là gì? Không giết người, không cướp của, không trộm cắp, không trai gái, không rượu chè, không cờ bạc, không lừa đảo. Thế thì tốt quá rồi. Bất cứ một chế độ xã hội nào của loài người cũng cần cái mẫu người ấy. Mà các cụ chọn dâu chọn rể, các cụ cũng phải chọn những người ấy. Không thể khác được, vì đó là tiêu chuẩn đầu tiên để làm người. Nếu trong gia đình có một người sống không có đạo đức, không hiếu thuận với cha mẹ, không biết nhún nhường, nín nhịn anh em, thì trong gia đình ấy bất hạnh trước nhất. Bố khổ, mẹ khổ, anh em khổ, khóc thầm, khóc phụ, vì cái người ấy trong gia đình sống thiếu đạo đức. Nếu làng xóm ở một nơi nào có nhiều thành phần thiếu đạo đức, thì công an, chính quyền, đoàn thể địa phương khổ vô cùng, hoặc lên hoặc xuống bàn cách giúp đỡ giáo dục làm sao chuyển biến để cho thật tốt. Tôi cũng đã từng về làm bí thư ở địa phương, bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ, rồi mặt trận, mặt trung, tất cả các việc tôi đã qua, tôi đã thấy rất rõ rồi. Lo cho dân được bình an, yên vui, hạnh phúc thì phải giải quyết những vấn đề cụ thể. Gốc của nó là đạo đức. Đạo đức là gì? Sống trong gia đình có trật tự, có trên, có dưới, có kỷ cương, có trước, có sau. Với xã hội để chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định luật pháp của nhà nước và mọi quy định của chính quyền của địa phương. Như thế tất cả trật tự nó sẽ ổn, nó phải vào một mối. Thế nên đối với đạo Phật, năm giới ấy là năm giới cơ bản xuyên suốt mọi xã hội của loài người, để có một cuộc sống yên vui. Gia đình yên vui thì thôn xóm yên vui, thôn xóm yên vui thì địa phương ấy từ xã, huyện, tỉnh và cả quốc gia trở thành cường thịnh, thống nhất một ý chí, một hành động. Thế còn tiến lên cao hơn nữa thì tu để đạt được 10 giới
thân khẩu ý không sát sinh, không trộm cắp, không tà tâm, không nói dối, không lừa đảo, không nói những lời độc ác, từ bỏ cái tham dục, cái tham chính đáng, làm nhiều là có nhiều tiền, nhiều của, cuộc sống khá hơn, cái đó tốt thôi. Những cái tham dục bất chính thì cái đó phải từ bỏ. Đủ rồi mà cứ muốn mãi cái nước thang ấy, không có cái chỗ nước cuối cùng. Mà cũng chính vì sự cạnh tranh ấy mà bao nhiêu chuyện khổ đau xảy ra. Vì chỉ muốn mình hơn người, nên là không từ tất cả mọi việc. Thế nên phải xây dựng được điều đó, 10 giới, 10 cái điều thiện của Phật là như thế. Và cao hơn nữa, tu lên, từ bỏ cuộc sống này. Cuộc sống này, mọi cái chỉ mong cho mọi việc tốt đẹp, trật tự. Những người đi tu là xuất gia tu hành, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, tam y nhất pháp, nương tựa vào tam bảo, để rèn luyện bản thân mình, đạo đức mình cho đến lúc toàn thiện, trong sạch. Lúc ấy mới đủ tư cách quay trở lại giúp cho những người khác tu tập. Thế nên sống trong đạo Phật, tu theo đạo Phật, tu nghĩa là bản thân chữa hán, tu là sửa chữa cái hư, cái xấu, cái ác của mình đi để đến chỗ nó tốt đẹp. Nên chúng ta mới có xe ô tô Phật xưởng là tiểu tu, trung tu, đại tu. Mà khi đại tu ra rồi thì điện, gầm, sơn, xe máy móc là khỏe chạy phe phe. Thì như thế, tu chính là sự sửa chữa mình để mình tốt đẹp. Tu là chuyển cái nghiệp của mình, cái nết của mình từ xưa nay là xấu, là ác, là ích kỷ, là hẹp hòi. Thì hôm nay chuyển đến cái chỗ yêu thương, từ bi, chia sẻ tình cảm với tất cả mọi người, giúp đỡ chia sẻ với tất cả mọi người. Không tranh giành, không muốn hơn ai cả. Thì người xuất gia tu hành phấn đấu cao hơn, từ bỏ tất cả những chuyện khác đi để vì lợi ích chung của chúng sinh. Thế nên tôi thấy đạo Phật là rất chính đáng, rất đúng đắn. Và điều đó cũng rất đúng với mục đích của những người cộng sản muốn đặt tới chỗ mọi người được tự do, được bình đẳng, không có áp bức, không có bóc lột, mọi người đều no thấm ống áo và quốc gia vững mạnh. Vì thế tôi vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đi tu, hiện giờ vẫn sinh hoạt trong đảng bộ của cái nơi mới mà đến. Hôm nay có duyên sự là chú Chất Tâm ở chùa này, người địa phương ở đây, được bà con yêu mến, yêu ái từ nhỏ, và chú có duyên với Phật Pháp ăn chay từ nhỏ cho đến nay hơn 40 tuổi đầu rồi, và đã được sư cô Đàm Yên dìu dắt. Và những ngày sư cô Đàm Yên còn sống thì tôi cũng về đây cùng với cô, cũng đã bàn bạc một số các công việc ở chùa. Hôm nay cô được ra đi rồi thì chú Chất Tâm muốn theo tôi để xuất gia tu hành, được phép của trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và được sự giới thiệu của cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương, của xã có con dấu, có văn bản, và tôi ở về mặt giáo hội Phật giáo có con dấu, hai bên cùng thừa nhận, chấp nhận chú Chất Tâm là người xuất gia. Hôm nay những cái dịp duyên lành này tôi được đi theo trưởng lão về đây cũng là dịp để tạ ơn cơ quan đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể và các cụ đã hết lòng hộ trì giúp đỡ, nên có được ngôi tam bảo này một khang trang tốt đẹp để đệ tử của chúng tôi được ở đây tiếp tục làm công việc rèn luyện tư cách và giúp đỡ cho những người muốn tu tập giải thoát, sống đạo đức, về đây có nơi để tu tập. Nhân dịp này mới được bày tỏ điều đó. Mất một số thời gian của các vị, con cũng xin phép trưởng lão, trong nhận thức có điều gì chưa đúng thì ngài để sáng cho con nói tất cả bằng cái tâm của mình. Một lần nữa xin cảm ơn chính quyền, cơ quan đoàn thể, các cụ và tất cả các Phật tử. Thay mặt ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của sư thầy. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Lương Y Đỗ Kim Liên lên kính dâng trưởng lão và quý vị đại biểu, quý khách thập phương một bài thơ. Xin mời. Xin kính chào trưởng lão Thích Công Lạc và kính toàn thể thập phương
Phật tử thập phương và toàn cán bộ xã huyện Côn Kỳ Đông, xã Lệ Chi, xin kính đọc bài thầy ngày sinh nhật thầy. Hôm nay mới được tận tai thầy được nghe cái bài của chúng con. Ngày sinh nhật thầy mùng 4 tháng 8, vị La Hán thế kỷ 20-21 và cả hành tinh này. Mùa thu điểm sắc hồng tươi, nắng thu chiếu rọi khắp nơi tưng bừng. Thầy như trăng tỏ đêm rằm, kính chúc thầy sinh nhật lẫy lừng bốn phương. Ngày thu tràn ngập tình thương, đất trời vạn vật ánh dương rực hồng. Tình thầy chảy khắp mênh mông, cơ trời định mệnh ngược dòng thời gian. Phật Pháp mang lại bình an, Phật Pháp nguyên thủy chứa chan tình thầy. Thầy như không khí cao đầy, ban vui cứu khổ nghèo giàu không phân. Một đời nguyên thủy gian truân, dựng lại Phật Pháp đâu cần lợi danh. Bệnh tật xua đuổi rất nhanh, giữ gìn giới luật màu xanh đất trời. Nhân lành gieo khắp mọi nơi, tuổi tên sáng chói rạng ngời thế gian. Mọi nhà hạnh phúc bình an, Phật Pháp nguyên thủy thầy ban mọi người. Ơn thầy trải rộng đời đời, kính chúc thầy sinh nhật rạng ngời muôn năm. Xin thế là ngài về thầy thăm quý Phật tử ở đây, thì mong rằng quý Phật tử hiểu rằng Đức Phật ngày xưa này nói được tâm người là khó, mà được chánh pháp Phật còn khó hơn. Thì hôm nay được nghe lời thầy nhắc lại, đó là lời Phật dạy. Vậy thì tu như thế nào để được giải thoát? Đầu tiên chúng ta phải sống bằng tri kiến của chúng ta. Tri kiến của chúng ta thấy cái đúng, cái thiện thì chúng ta sống, chúng ta làm. Thấy cái ác, cái không phải làm của người thì chúng ta không nên làm. Đó là đạo đức của Đạo Phật. Đạo đức của Đạo Phật sống không làm của mình, của người là như vậy. Mong rằng quý Phật tử hôm nay, có mặt hôm nay, hãy nhớ những lời này và thường xuyên tác ý, tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự. Tất cả đều là nhân quả. Có nhân thì phải có quả, không nhân làm sao có quả được. Cho nên do điều kiện muốn chúng ta được bình an thì luôn luôn chúng ta phải tác ý, nhớ câu đó để tâm chúng ta được bình an. Và như vậy, sau những lời nhắc nhở này, đó là bài thuyết giảng ngắn của thầy đối với quý Phật tử. Ráng nhớ để tự cứu mình. Và không cứu chúng ta được, mà chính chúng ta tự cứu chúng ta. Quý Phật tử nên nhớ kỹ lời đó để mình cứu mình. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi thuyết giảng ngắn hôm nay. Kính thưa Đức Trưởng Lão Thích Thanh Lạc, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn các vị quý Phật tử, trong buổi lễ tri ân hôm nay của địa phương thôn Chi Đông đã được Trưởng Lão Thích Thanh Lạc dành những thời gian quý báu để về thăm và có đôi lời răn dạy đối với các quý Phật tử cũng như là các quý vị đại biểu của địa phương, và đặc biệt là một số ý kiến của các quý Phật tử ở các nơi đối với cái địa phương Chi Đông ở trong đồng chí Chi này. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân Chi Đông, một lần nữa xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe của Đức Trưởng Lão Thích Thanh Lạc cùng tất cả các quý vị khách Phật tử từ nhiều các nơi về có mặt trong cái buổi lễ tri ân hôm nay, và xin được và tiếp theo xin mời Bác Bích sẽ có đôi lời phát biểu. Phật tử xin mời.
Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thưa thầy, mấy ngày hôm nay trời Hà Nội mưa nhiều, xe lạnh, sức khỏe của thầy có bị ảnh hưởng nhiều quá. Chúng con hàng Phật tử rơi lệ vì nỗi thương thầy. Đường xa lẫm thẳng, vì thương con trẻ còn bơ vơ nên thầy lặn lội nơi Hà Nội bố thí đôi lời pháp thoại vui. Chúng con xin cảm tạ thầy. Rồi tới đây giờ chia tay với thầy, đường xa quá, hàng đệ tử chúng con người già, có những bác hôm nay ngoài 80, có những người mang bệnh trong thân đi lại khó khăn, nhưng nghe tin thầy ra Hà Nội, chúng con không thể cầm được nỗi xúc động. Thầy ơi, chúng con thương thầy, tuổi cao chí lớn. Chúng con thương thầy vì con đẹp trẻ bơ vơ, sống khổ đau cả một cuộc đời, không lúc nào hết. Giờ phút sắp chia tay thầy, chúng con không biết nói gì đây. Chỉ xin hứa với thầy, hàng đệ tử chúng con hãy lắng nghe lời thầy dạy. Các con ơi, hãy bỏ hết tham sân si. Các con ơi, hãy bỏ hết cái nỗi đau khổ trong lòng, để các con sống một cuộc sống bình an vô sự. Quả như vậy, liễu tâm con cuộc đời nay cũng 70, gian truân lắm, cuộc đời xoay vần trôi nổi. Con là một người vợ của anh quân đội nhân dân Việt Nam, vợ một người lính Việt Nam gần hết cuộc đời hy sinh cho cách mạng. Cô độc một mình nuôi con nhỏ, chồng vắng xa, thiếu hụt về kinh tế, nhưng làm sao thôi thúc lòng con đi tìm cửa đạo. Con tìm được thầy tại đất Trảng Bàng, Tây Ninh. Với tấm lòng con sung sướng vô bờ, thầy đã là người cứu con ra khỏi địa ngục trần gian. Nay con đã nuôi nổi những đàn con thơ trưởng thành, đều là những ông, những bà đại học, tiến sĩ. Con mãn nguyện lắm thầy ơi, những đứa cháu của con bây giờ cũng đang đại học nước ngoài. Chẳng còn gì con phải ân hận nữa thầy ơi. Lúc này con có chết cũng tuyệt vời, không còn gì áy náy thầy ơi. Không gì riêng con, tất cả các hàng đệ tử trên khắp đất nước Việt Nam, rồi ban trải tất cả ra nước ngoài trên hành tinh này, đều được học pháp thoại của thầy. Tất cả chúng con thấy vơi đi đau khổ trong lòng. Vừa rồi, người chồng duy nhất của con đã ra đi cách đây không tròn một năm. Nhưng sao con lại vượt được khó khăn như vậy? Bởi vì con nghe lời thầy dạy. Hãy vươn lên con ơi, mỗi một lần ngã xuống con phải vươn lên để mà sống. Sống vì chính nghị lực của mình, sống vì mình thắp đuốc lên mà đi. Thế là nếu tâm con vượt khỏi khó khăn, nỗi nhớ người chồng mai vai lại gánh nặng, vừa làm mẹ làm cha với đàn cháu đang cần sự giúp đỡ của bà.
Thầy ơi, con xin cảm tạ ơn Thầy. Thầy đã cho con tất cả. Thầy đã cho con sức sống. Và con đã chút hết bệnh tật trong thân. 70 tuổi rồi, con không bệnh tật. 70 tuổi rồi, con vẫn sống như người còn ít tuổi. Sức sống của con vô vàn mạnh khỏe. Tất cả các hàng đệ tử chúng con, không phải riêng con, mà cả tất cả hàng đệ tử đều được như con vậy. Không phải riêng con, tất cả hàng đệ tử đều được sống như con vậy. Hôm nay thân già thầy vô thường 85 tuổi. Con đón rước thầy tại đất miền Nam đi bằng chuyến ô tô ra Bắc. Chúng con thưa thầy, sao thầy không đi máy bay cho khỏe? Thầy dạy, con ơi, thầy có làm gì ra tiền đâu mà thầy đi lãng phí. Thầy đi ô tô cũng được, vì đoàn của thầy cũng là những người khó khăn. Bởi vậy, thầy chung sống với khó khăn của hàng Phật tử hôm nay. Xin cảm ơn đoàn Phật tử miền Nam đã tháp tùng thầy ra tới Hà Nội thân thương và đã lặn lội xuống Quảng Ninh. Vì các hàng Phật tử còn khổ đau, cho nên thầy không quản ngại thân già. Từ hôm ấy đến nay, con thương thầy tràn lệ, nói ra không bao giờ hết được, trang giấy không thể nói lên điều gì cả. Hôm nay sắp đến giờ chia tay với bậc thầy tôn kính, con thay mặt hàng đệ tử trên khắp đất nước Việt Nam này cúi xin cảm tạ ơn thầy. Cúi xin thầy đã là một người cha lành vĩ đại trên hành tinh này có 102. Con xin cảm tạ ơn thầy lần đi công du phía Bắc lần này, không biết đến bao giờ lại được gặp lại thầy đây. Vì thầy tuổi cao sức yếu, chuyến đi này có lẽ là khắc ghi nhất trong hàng đệ tử chúng con. Bởi vậy, sau buổi lễ hôm nay, thầy cho các tất cả các hàng đệ tử chúng con, các tỉnh hôm nay, mười mấy tỉnh về đây, được lần lượt chụp ghi hình kỷ niệm cùng thầy. Chúng con xin thầy từ bi hoan hỷ để cho chúng con được đạt cái sự mong mỏi nhỏ nhoi. Con xin cảm tạ ơn thầy cùng đoàn các quý sư tăng ni, cùng đoàn cư sĩ đã tháp tùng thầy ra Bắc và đặc biệt là về thủ đô hôm nay. Xin cảm tạ tất cả các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như tất cả các hàng đệ tử hôm nay có mặt tại đây. Chúng ta ghi khắc mãi giờ phút này, chắc lẽ không bao giờ trở lại những giờ phút này được nữa, bởi vì thầy chúng ta đã quá già rồi, tuổi cao sức yếu. Thầy chỉ ở tại trụ xứ mà thôi. Các con này có điều kiện thì hãy về tu viện chân như. Chứ quyến công du này không có nghĩa là có ai nữa. Mong tất cả các hàng đệ tử hãy vì thầy, vì đạo đức nhân bản nhân quả, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ hứa với thầy, hàng đệ tử chúng con hết sức nghe lời thầy dạy, hết sức chỉnh đốn mình, hết sức tu tập, hết sức mình cái tuổi đời còn lại, để làm thế nào khi bỏ báo thân này có được một chút đạo màu để đem lại cho kiếp sau. Chúng con tri ân công đức thầy muôn ngàn vạn lần không bao giờ hết. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lại thầy.
Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn ý kiến phát biểu của bà Hoàng Thị Bích. Kính thưa sư thầy Thích Thông Lạc, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các quý Phật tử xa gần, kính thưa hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân thôn Chi Đông. Buổi gặp mặt tri ân hôm nay được tổ chức tại chùa Hương Hải Thiền, thôn Chi Đông. Thay mặt ban tổ chức, rất vinh dự được cảm ơn sư thầy Thích Thông Lạc, cảm ơn các quý Phật tử gần xa, cảm ơn các vị đại biểu, hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân thôn Chi Đông đã về tham dự buổi gặp mặt hôm nay. Ban tổ chức xin được thông báo kết thúc hội nghị và được xin chân thành cảm ơn tới các quý Phật tử, các vị đại biểu và nhân dân địa phương. Để tiếp theo chương trình là tổ chức cái chụp ảnh để kỷ niệm tới coi như vậy là các quý Phật tử xa gần và nhân dân địa phương. Thì sau đây tôi xin giới thiệu bà Hoàng Thị Bích, Phật tử Hoàng Thị Bích sẽ lên có những cái ý kiến và giới thiệu các quý Phật tử của từng đoàn lên để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời. Con xin phép thầy, thầy cho phép chúng con để ban lãnh đạo thôn được chụp ghi hình thầy trước ạ. Thầy xin kính xin các vị lãnh đạo thôn lên chụp ghi hình kỷ niệm với thầy. Xin mời các đồng chí.